Điện tử 360.com xin kính chào các bạn. Điện tử 360 xin chào các bạn. Hôm nay điện tử 360 xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm. Sản phẩm này thì ứng dụng trong việc điều khiển đèn ở các cái sân khấu. Khi có một người mẫu hoặc là một người bước đến thì đèn này sẽ sáng. Và dựa vào đấy thì các nhà thiết kế sẽ đưa nó vào ứng dụng trong những công việc mà sử dụng hiệu ứng ánh sáng để phục vụ tốt cho cái buổi trình diễn của mình. Sản phẩm này thì sử dụng cảm biến hồng ngoại, có thể detect được khoảng cách đó là 1,5 m, từ 20 cm đến 1,5 m, và điện áp cung cấp cho nó đó là 12 V. Chúng ta sẽ sử dụng nó vào việc đó là cảm biến người mẫu đi đến và sẽ đèn làm cho đèn nó sẽ sáng. Bây giờ thì mình sẽ demo sử dụng. Thì chúng ta sẽ cấp một nguồn điện. Nguồn điện này là tối đa sẽ là 12 V. Cắm một sắc và cho đèn. Đây, mình sẽ để cho nó vuông góc và đây là đèn. Bây giờ mình sẽ cấp điện. Khi cấp điện thì cấp đèn ở đây nó sẽ sáng. Và bây giờ mình sẽ tay đèn đã sáng. Và nếu như tay chúng ta vẫn giữ như ở đây thì đèn cũng sẽ vẫn sáng. Và khi chúng ta bỏ tay ra, một lúc sau đèn sẽ dimmer, đèn led dần và tắt. Tương tự như vậy, nếu có người mẫu tiếp theo bước đến. Cái thời gian mà đèn sáng tắt hoặc là delay thì chúng ta có thể điều chỉnh được ở trong cái bộ điều khiển này. Điện tử 360.com xin chào và chúc các bạn thực hiện thành công. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách subscribe, like và share. Xin cảm ơn các bạn.